đi chơi trong phòng bây giờ hỏi lại mẹ em chịu đó. Không phải chơi trong phòng đây đúng không? Đi đâu rồi? Mẹ xem nào. Hay là có chuối ở đây không? Ừ. Có đây đâu. Mẹ bảo là hai đứa chơi trong đây mà bây giờ không thấy đâu nữa. Thì đi đâu nữa nữa. Tao có chuối ở đây không nha? Thì bây giờ mẹ cũng phải tìm chứ, nó không mai ca chốt trong đây thì làm sao? Mọi hôm chốt ở trong đây này, rồi còn chốt ở trên mắt phố đây thế này. Có rồi. Đâu mất rồi? Đâu rồi? Đâu rồi nhờ? Không có trên đây. Đây. Mẹ bảo là con tìm ở dưới đây đi rồi để mẹ tìm ở trên nhé. Không biết là đi đâu đâu đây mẹ biết nha nhanh rồi. Không biết đi đâu rồi mẹ. Không thì mẹ gọi điện cho bố về bố tìm lên. Chốt đâu đi ngủ đây rồi đúng không? Cài ra đây đi mẹ, lúc nãy mẹ
vừa thấy con xong à? Mẹ đi đâu rồi? Vừa mới vào trong phòng lúc bây giờ là không thấy một ai luôn. Rất là chứ không. Làm từ nãy đến giờ mẹ đi tìm. Mà mẹ gọi mà ca ơi cũng không thèm ra. Không có đây. Đâu rồi? Rồi lại đây bắt tố đứng rồi. Không có đây. Đi đâu rồi đây? Hay là lại chạy ra ngoài rồi? Đi ra đây đấy. Tìm có được đâu mà kêu mãi có được đâu mà. À, mẹ biết rồi. Bây giờ nha, con với mẹ đi chơi để cho Kaka ở nhà một mình. Để mẹ với con đi chơi. Đi chơi. Ừ, đi thăm bà ngại. Kêu mãi không được, biết là chốt ở đâu rồi. Dạ, bây giờ mới ra. Sao không núp luôn đi, mẹ cho ca ở nhà luôn. Để mẹ đi chơi cho ở nhà mình đi. Ừ. Đứng xuống đây. Từ nãy đến giờ kêu mãi không được. Mẹ tưởng là đi đâu mất rồi đấy. Mẹ tưởng là lạc giống xa xa rồi đấy. Ừ. Con đi đâu rồi? Lúc nãy con chốt ở đâu? Hả? Lúc nãy con chốt ở đâu? Ừ. Mẹ hỏi là lúc nãy con chốt ở đâu mà? Không phải là mẹ tìm không? Mẹ tìm không có. Mẹ tìm rồi làm gì có. Ca lên đây, mẹ hỏi. Đứng đây. Lúc nãy con trốn ở đâu? Ừ. Trốn ở đâu? Nhà cây. Trốn ở đâu nhỉ? Nhà cây. Để mẹ xem nào. Chẳng lẽ lại trốn ở trong chăn à? Hả? Nên lúc nãy mẹ cũng lại chăn mẹ tìm rồi làm gì có. Xem nào. Lúc nãy mẹ cũng lật rồi mà. Mà lúc nãy mẹ cũng tìm rồi làm gì có. Cái gì? Con nói lại xem. Con lại đếm che lại à? Chứ là lúc nãy là con biết là ca trốn ở đây. Thế mà con lại dám là ra thì nói với mẹ bảo là ca đi đâu mất rồi. Thôi rất thì khói đi thăm bà ngoại luôn đi. Rất là lúc nãy mẹ nói nhá, lúc nãy là con biết là ca trốn ở đây. Xong rồi con lại ra con nói với mẹ bảo là ca đi đâu mất rồi. Con lừa mẹ đấy. Con lừa mẹ đấy á. Con có biết là con lừa mẹ là sao, là con nói là con mất lòng tin với mẹ không? Ừ. Là sao con nói là mẹ không tin lời con nữa không? Từ nay con được làm như thế này nhá. Cái gì ra đây? Hai đứa hư lắm. Hai đứa nha, mẹ nói nha. Hai đứa làm như vậy là làm cho mẹ lo lắm á. Từ nay đừng có làm như thế nữa nha. Bé. Từ nay đừng nói, đừng có lừa mẹ như thế này nha. Mẹ lo lắm. Đau. Mẹ đau ở đây này. Mẹ đau ở đây. Ừ, mẹ đau lắm. Đừng có nói lừa mẹ nữa nha. Nghe chưa? Cái đó là mẹ ngủ. Ừ, cá cắt can đây nữa này. Mẹ gọi là phải ra chứ. Sau nhá, mẹ gọi mà không ra. Mẹ cho ở nhà một mình, mẹ đi chơi luôn. Cho ở nhà một mình luôn. Cá thích đi chơi lắm. Cho ở nhà một mình là thứ gì cũng chạy ra. Biết ngay rồi. Đứng lên lại xem nào. Xem lại kéo cái áo, cái quần như thế nào. Đẹp nha. Rồi, đứng im. Rồi, cao đến đây. Gần đến vai của bé rồi. Cao gần bằng nhau rồi.